Nhiều tháng rồi, hai anh em tí tèo chưa về nhà. Gia đình ở Cần Thơ, nhưng cứ đến mùa sầu riêng thì họ đi khắp các vùng trồng để làm một việc, đó là hái sầu riêng. Những người trong nghề chỉ nghe tiếng kêu khi gõ vào trái đã biết độ tuổi của trái sầu riêng, non hay già. Tiếng em gõ thôi thì mấy anh ta làm chung ta chỉ. Tiếng đó là già, tiếng đó là non. Lâu dần thì nó quen anh. Một người hái, một người chụp trái. Lắm lúc không cần gõ, chỉ với đôi tay bắt gọn trái sầu riêng như thủ môn bắt bóng. Trái sầu riêng nhiều người thích ăn, nhưng nói đến gai sầu riêng thì ai cũng phải sợ. Mới đầu vô cũng máu me chảy tùm lum hết trơn chứ phải ai cũng chụp được, nó cũng ruột tay cũng vô giò là cả máu à. Đông nhất trong khu vườn sầu riêng ngày thu hoạch chính là những người gùi sầu riêng. Nếu không có những chiếc gùi này, không ai biết phải làm cách nào để mang sầu riêng ra khỏi những khu vườn lưng chừng đồi. Và có lẽ chỉ những người vốn quen nhọc nhằn mới gùi được mỗi lần hàng chục ký sầu riêng trên vai. Vừa vườn vậy có 6-7 trái, còn vừa cùi mà to hơn á là mười mấy trái một cùi luôn á. Vừa măng rồi đi lên đi xuống vậy mỏi chân nữa. Mùa sầu riêng là mùa cá tiền, tiền công thợ hái sầu riêng mỗi ngày lên đến 1.500.000 đồng. Người đứng bên dưới chụp lấy trái thì 400-500.000 đồng. Người gùi sầu riêng thì 200.000 đồng mỗi ngày. Vừa thì đi làm đương nhiên phải có tiền rồi, nhưng mà vui vì đông người nữa. Phải gắng cố làm chứ. Cuộc sống gia đình mà giờ mình phải bươi hoài mới có tiền chứ. Khi hết mùa sầu riêng ở Khánh Sơn, những người như anh em tí tèo lại đi đến những vùng sầu riêng khác. Nhiều vườn sầu riêng sắp thu hoạch đang chờ họ. Cứ thế, nhịp sống của nhiều người cứ đến mùa sầu riêng bao giờ cũng tất bật hơn, nhọc nhằn hơn, nhưng niềm vui thì luôn đồng đầy.